xin trả lại anh. Con đường mình hoang dã hãy quên tên. Có thương và đau. Trường Thành Audio, uy tín hàng đầu, âm thanh tuyệt hảo. Xin chào toàn thể quý vị và các bạn thân yêu. Và trong clip ngày hôm nay thì Trường Thành Audio sẽ cùng quý vị và các bạn, chúng ta sẽ đánh giá về một mẫu loa cực kỳ hot hiện nay, bán rất chạy hiện nay, không xa lạ gì. Đó chính là mẫu loa đến từ thương hiệu DT Dream Theater D1000. Nhắc đến thương hiệu DT Dream Theater thì chúng ta sẽ thấy đây là một thương hiệu của Đức với tuổi đời 30 năm, quá nổi tiếng trên thị trường rồi. Và có lẽ nhắc đến tên DT thôi thì chắc chắn rằng rất nhiều quý vị và các bạn chúng ta sẽ ao ước để được sở hữu một cặp loa đến từ thương hiệu DT Dream Theater này. Vậy thì trên mẫu loa DT D1000 có những gì nổi bật mà mẫu loa này lại làm mưa làm gió trên thị trường trong thời gian qua, rất xứng đáng để quý vị và các bạn chúng ta đầu tư trong phân khúc dưới 20 triệu. Thay vì chúng ta phải mua những cặp loa trôi nổi, hàng cũ, hàng nhái, hàng fake, thì với một mức giá dưới 20 triệu, quý vị và các bạn, chúng ta hoàn toàn có cơ hội để chúng ta được sở hữu một cặp loa chính hãng nha mọi người. Nghe loa chính hãng thì nó sẽ bồi bổ cho những đôi tai của chúng ta. Đừng nghe những dòng loa fake, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe rất là nhiều nha quý vị. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đánh giá chi tiết về mẫu loa này nha. Và bây giờ xin mời toàn thể quý vị và các bạn cùng với Quang Trường, chúng ta sẽ tiếp tục đánh giá lần lượt nha, từ lối thiết kế cho đến thông số kỹ thuật. Và trong clip này thì quý vị không nên bỏ qua nha, chúng ta sẽ test thử tiếng music và tiếng micro trên mẫu loa rất đáng mua này, DT Dream Theater D1000. Về tổng thể kích thước thì mẫu loa DT D1000 này của chúng ta được sở hữu kích thước chiều cao là 51cm nha mọi người, và chiều ngang là 30cm và chiều sâu là 33cm. Nhìn chung về tổng thể lối thiết kế của DT thì luôn luôn có gì đó nổi bật và khác biệt rất nhiều những mẫu loa khác trên thị trường. Khi quý vị nhìn vào tấm ê căng lưới của D1000 thì quý vị sẽ thấy có sự thiết kế khác biệt mới lạ rất hay trên thương hiệu DT này. Rõ ràng là chúng ta sẽ thấy khi nhìn ngay vào những sản phẩm DT, D-Series chẳng hạn, D1000 và D2000 thì chúng ta sẽ thấy nó có một cái gì đó có thể che logo đi. Nhìn một tấm ê căng lưới thôi là quý vị đã phát hiện ra đây chính là mẫu thiết kế đặc trưng của mẫu D-Series nha mọi người, D1000 và D2000. Với mẫu loa D1000 này thì nó sở hữu chung cái lối thiết kế giống với tấm lưới của D2000 mà Trường Thành Audio đã review lần trước cho quý vị và các bạn chúng ta cùng trải nghiệm rồi. Với tấm ê căng lưới này thì nó được cách điệu theo kiểu dạng hình elip nha mọi người, hình elip và có thêm một chút hoa văn. Với thẩm mỹ thì rất nhiều quý vị và các bạn chúng ta sẽ có cách nhìn nhận, đánh giá về sản phẩm khác nhau. Nhưng với những thương hiệu tầm cỡ thế giới thì chắc chắn họ sẽ gửi gắm những cái tâm tư, nguyện vọng, những cái ý tưởng của những nhà thiết kế hàng đầu thế giới gửi gắm trên những mẫu loa này. Rõ ràng là Quang Trường đánh giá nha, khách quan mà nói thì mẫu D-Series, đặc biệt là mẫu D1000 này, nó vừa nhỏ gọn này, phù hợp rất nhiều không gian, kết hợp với lối thiết kế cực kỳ đẳng cấp và độc quyền của DT trên cái tấm ê căng lưới này thì chúng ta sẽ cảm thấy sản phẩm nó rất là sang trọng và đúng với cái chất pro của dòng sản phẩm này. Khi quý vị và các bạn chúng ta muốn mua một mẫu loa full thì chắc chắn chúng ta sẽ cực kỳ quan tâm tới driver của dòng sản phẩm này. Và rõ ràng là trên mẫu loa DT D1000 này của chúng ta thì chúng ta sẽ thấy hãng sản xuất đưa cho nó một cái driver khá là lý tưởng, và chúng ta sẽ thấy đây là một mẫu loa có thể nói là số 1 trong phân khúc hiện nay với tất cả những cái dòng loa khác đang có mặt trên thị trường. Với thông số kỹ thuật của mẫu D1000 thì nó được sử dụng một cái driver, một loa bát chính là 10 in nha mọi người. Hay quý vị có thể gọi là bát 25 hoặc bát 2,5 đều được. Và bên trên là một chiếc loa chép kèn và cho ra mức công suất tổng RMS của một chiếc loa là 300W. Mức công suất RMS là mức công suất hoạt động liên tục nha quý vị. Và chúng ta sẽ thu được là một cặp loa, chúng ta sẽ thu được ở mức công suất là 600W RMS của mẫu loa này ở mức độ trở kháng là 8 ohm. Chúng ta sẽ kiểm tra xem quý vị nhé, trên mẫu loa này thì xem nó có chất lượng vỏ thùng như thế nào này, nước sơn, và kiểm tra xem tấm ê căng lưới, chất lượng của tấm ê căng lưới nữa. Đấy, chúng ta đã nói về thiết kế rồi, bây giờ Quang Trường sẽ không nhắc lại nữa. Chúng ta sẽ lần lượt kiểm tra quý vị này. Rất là chắc nha mọi người. Và toàn bộ cái lớp vỏ của mẫu D1000 này thì nó được sơn bao phủ bằng một lớp sơn tĩnh điện màu đen, chống xước chống nước, được thiết kế sản xuất độc quyền bởi thương hiệu DT. Và cái vỏ gỗ này
quý vị nha, rất là xịn sò luôn. Theo nhà sản xuất thì dòng sản phẩm loa D1000 của chúng ta được trang bị gỗ bạch dương nha mọi người. Gỗ bạch dương được sử dụng trên rất nhiều những mẫu loa cao cấp, từ khoảng vài chục đến vài trăm triệu nha mọi người. Cho nên với một cái driver trong phân khúc dưới 20 triệu mà mẫu D1000 của chúng ta được trang bị lớp sơn đặc biệt của DT quý vị này, rồi chất lượng vỏ gỗ là vỏ gỗ bạch dương, chống xước chống nước cực kỳ tốt. Và với cái chất lượng của gỗ bạch dương này thì cái khả năng hấp thụ và đàn hồi âm thanh cực kỳ tốt trên dòng sản phẩm này. Và đây thưa quý vị, với tấm ê căng lưới nha, rất là chắc mọi người ạ. Nó được sơn một lớp sơn tĩnh điện cực kỳ xịn sò trên cái dòng sản phẩm này. Nó rất là dày nha mọi người. Và ở giữa chúng ta sẽ thấy có một cái logo của DT, Dream Tissot, cực kỳ chất nha. Và nó được làm bằng kim loại chống dỉ, rất là xịn sò trên mẫu loa này. Và bây giờ Quang Trường sẽ nhấn mạnh thêm cho quý vị một chút ở cái lối thiết kế phần bên trên của chiếc loa này. Nó sẽ có đầy đủ để quý vị và các bạn chúng ta bắt các cái giá treo chuyên dụng. Quý vị có thể treo kiểu đứng như thế này, hoặc quý vị có thể để nằm chiếc loa ra trong rất nhiều những không gian phòng hát karaoke chuyên nghiệp quý vị này, hay những sân khấu biểu diễn thì quý vị vẫn sử dụng rất là tốt cho những cái hệ thống loa DT-D1000 này. Đây, bây giờ quý vị sẽ nhìn được cả mặt sau của cặp loa DT-D1000 này luôn. Với dòng sản phẩm chính hãng thì quý vị sẽ thấy ở phía sau ấn tượng nhất đó chính là một cái tem bảo hành chính hãng của công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế TTP nha mọi người. Chúng ta sẽ thấy một cái tem của nhà nhập khẩu sản phẩm này. Tất cả những dòng sản phẩm của DT, Dream Tissot tại thị trường Việt Nam là sản phẩm chính hãng được nhập khẩu đầy đủ giấy tờ thì bắt buộc phải có tem của công ty TTP nha mọi người. Đây là đơn vị nhập khẩu độc quyền và phân phối dòng sản phẩm loa DT tại thị trường Việt Nam. Với mẫu D1000 thì chúng ta sẽ thấy đây là một dòng loa có thiết kế lỗ thoát hơi ở phía sau. Và một điểm cộng nữa cho mẫu loa này đó chính là nhà sản xuất thiết kế thêm một cái đai để quý vị và các bạn chúng ta cầm vào đây và di chuyển chiếc loa này lắp đặt rất là dễ cho tất cả anh em thợ hay là những khách hàng chúng ta muốn tự mình lắp đặt những chiếc loa D1000 này, rất là dễ dàng trong quá trình chúng ta sử dụng cho những hệ thống chuyên nghiệp, rất là dễ nha. Và bên dưới chúng ta sẽ thấy nó cũng giống với rất nhiều mẫu loa DT khác, được trang bị hai đường input nha mọi người, bằng jack khóa loa chuyên dụng và có ghi đầy đủ ở cái bảng thông số đằng sau về modem quý vị này, thương hiệu modem D1000, rồi thông số kỹ thuật, công suất RMS và cách quý vị và các bạn chúng ta đấu những jack khóa loa cho nó chuẩn này. Và bên dưới quý vị sẽ thấy đây là dòng sản phẩm chính hãng cho nên nó sẽ có đầy đủ cái series của sản phẩm. Sở hữu một lối kích thước đẹp mỹ mãn rồi, chất lượng vỏ gỗ xịn sò, gỗ bạch dương rồi, chắc chắn là rất nhiều quý vị và các bạn chúng ta sẽ rất là muốn quan tâm đến chất lượng âm thanh của mẫu DT-D1000 như thế nào. Lát nữa thì chắc chắn chúng ta sẽ test thử chất lượng âm thanh. Trước khi test thì Quang Trường có thể giới thiệu thêm cho quý vị và các bạn về cái triết lý nha, chất lượng âm thanh trên cái mẫu loa DT-D1000. Nhiều quý vị thì luôn thắc mắc rằng là chất lượng âm thanh như thế nào thì hay. Có lẽ đây là một câu trả lời rất là khó. Ví dụ một mẫu loa chẳng hạn vài triệu cũng có cái tiêu chí hay của vài triệu, vài chục, vài trăm hoặc vài chục tỷ. Đơn giản nôm na quý vị có thể hình dung như thế này. Chúng ta cũng là con người nhưng mà có những người cầm mic lên hát một hai bài thì có thể là bằng chúng ta làm việc cả vài tháng. Hoặc có những người chẳng hạn khi cầm mic lên alo hát một bài chẳng hạn, quý vị và các bạn sẽ có những nụ cười rất là sảng khoái. Vậy thì trong những hệ thống âm thanh hoặc những cặp loa cũng vậy. Những cặp loa hay thì nó sẽ cho chúng ta những cái chất lượng âm thanh quý vị nghe nó sẽ chi tiết này, tiếng nhạc cụ nó sẽ rất là rõ ràng, chi tiết từ giải âm bát của trống hay banh đánh, sau đến giải chung, rồi giải chép, quý vị nghe cái vocal của ca sĩ ra nó rất là chi tiết và sạch. Và khi chúng ta nghe trên một cặp loa chính hãng, cặp loa chuẩn thì quý vị sẽ có nhiều cảm xúc hơn. Cái chất lượng âm thanh của cặp loa sẽ lôi cuốn quý vị, vui thì càng vui thêm, mà đã buồn rồi thì càng não nề với những bản nhạc buồn. Đó mới là những cặp loa có cái chất lượng âm thanh hay. Vậy thì trong cái phân khúc tầm dưới 20 triệu thì chắc chắn mẫu loa DT-D1000 sẽ không làm quý vị và các bạn thất vọng nha. Bởi vì đây là một thương hiệu có tên tuổi tận 30 năm tuổi rồi, nổi tiếng khắp thế giới rồi. Không lý do gì mà sản phẩm chính hãng trong cái tầm giá này lại không hay cả. Trừ khi quý vị và các bạn chúng ta mua phải những dòng sản phẩm kém chất lượng, hàng trôi nổi, hàng giả, hàng nhái thì chắc chắn chúng ta sẽ mất nhiều tiền trong phân khúc giá đó, nhưng chúng ta sẽ không thu được một cái chất lượng âm thanh tương xứng. Vậy thì bây giờ Quang Trường sẽ bắt đầu test thử tiếng music cho quý vị và các bạn cùng thưởng thức nha. Sau đó thì Quang Trường sẽ test thử tiếng micro và hát thử một đoạn karaoke.
Vừa rồi quý vị và các bạn, chúng ta đã được nghe qua chất lượng âm thanh về phần thử music trên mẫu loa DT-D1000 này. Với mẫu loa D1000 thì quý vị và các bạn chúng ta có thể sử dụng trong nhiều không gian khác nhau. Nhưng mà lý tưởng nhất thì quý vị có thể sử dụng trong không gian từ khoảng 40m² đổ lại. Và với cấu hình này thì để hát karaoke thì Quang Trường sử dụng thêm một bộ micro không dây Vatasat T10 nha mọi người. Và một chiếc vang số cao cấp V8 Pro và một chiếc cục đẩy công suất 4 kênh cũng đến từ thương hiệu DT Dream T-Sound Lion 406. Bây giờ thì Quang Trường sẽ hát thử một đoạn không có nhạc và sau đó sẽ hát thử một đoạn karaoke có nhạc, quý vị và các bạn chúng ta cùng cảm nhận nha. Chất lượng âm thanh rất là hay trên cái mẫu loa D1000 này. Và bây giờ thì Quang Trường sẽ alo thử tiếng micro. Quý vị và các bạn chúng ta nhớ đeo tai phone để cảm nhận âm thanh chi tiết hơn nha. Đây, tiếng vocal rất là đẹp, cực kỳ là mượt trên mẫu loa D1000 này. Alo 1 2 6 7. Alo 1 2 6 7, please. Hãy cho tôi nụ cười người ơi, hãy cho tôi một giây phút thôi để tôi thấy đời đang sống, đôi khi có khi không. Tiếng rất hay nha mọi người. Hãy cho tôi nụ cười người ơi, hãy cho tôi một giây phút thôi để tôi thấy đời đang sống, đôi khi có khi không. Vừa rồi thì toàn thể quý vị và các bạn đã cùng với Trường Thành Audio chúng ta đánh giá chi tiết tất tần tật và test thử chất lượng âm thanh của mẫu loa DT Dream T-Sound D1000. Với những quý vị nào chúng ta muốn tìm hiểu sâu hơn nữa về giá bán, chương trình khuyến mãi và thông số kỹ thuật của mẫu loa DT-D1000 này thì quý vị hãy truy cập vào website chuyên nghiệp của Trường Thành Audio nha, trườngthanhaudio.com. Quý vị và các bạn chúng ta muốn mua ngay, sở hữu ngay cho gia đình mình những cặp loa DT Dream T-Sound chính hãng thì quý vị hãy nhanh tay gọi điện qua hai số hotline của chúng tôi 081-736-5555 và 0586-79-8888. Nếu quý vị và các bạn cảm thấy clip hữu ích thì hãy nhớ cho Trường Thành Audio xin một like quý vị này, rồi share kênh, đặc biệt quý vị đừng quên nhấn nút subscribe để cập nhật rất nhiều những clip mới nhất từ Trường Thành Audio. Xin chào, hẹn gặp lại toàn thể quý vị và các bạn thân yêu trong một clip lần sau. Trường Thành Audio, uy tín hàng đầu, âm thanh tuyệt hảo.